các bạn học sinh ơi. À, các bạn có biết chiều hôm nay chúng ta đang có mặt trong sân trường để làm gì không? À, thầy giới thiệu với các bạn là chúng ta đang có mặt trong sân trường ngày hôm nay để cùng tham gia vào một chương trình, đó là Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực thông qua việc chúng ta sẽ nhảy một bài Flashmob rất là sôi động. Trước tiên, chúng ta cùng nhau lắng nghe thông điệp mà chương trình đã mang lại cho chúng ta. Đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, việc dành nhiều thời gian cho việc vận động, chơi thể thao, tham gia các bộ môn nghệ thuật, nhảy múa sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tích cực. Điều đầu tiên mà chúng ta dễ dàng nhận thấy được đó là chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt và một thể lực dẻo dai. Thứ hai, thông qua việc chúng ta rèn luyện ngay từ nhỏ, chúng ta sẽ phát hiện được những năng khiếu của bản thân. Có bạn thì chúng ta sẽ phát hiện được rằng là mình nhảy rất đẹp từ khi còn nhỏ. Có bạn thì chúng ta sẽ phát hiện được mình hát hay. Và còn có bạn thì chúng ta sẽ biết được là mình tham gia chơi bóng rất là tốt. Vậy thì với việc chúng ta phát hiện được những năng khiếu của mình và chúng ta nuôi dưỡng đam mê thì chắc chắn rằng con đường mà chúng ta đi đến thành công đó rất là nhanh, có đúng không nào? À, vậy thì thầy hỏi các bạn một câu này, lớn lên bạn nào muốn tham mình sẽ trở thành là một cầu thủ đá bóng nổi tiếng như Quang Hải? À, vậy bạn nào thì muốn mình trở thành là một bác sĩ hoặc là một giáo viên không nào? Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là trong mỗi chúng ta ai cũng có những ước mơ của riêng mình. Và để thực hiện những được ước mơ đó thì chúng ta cần phải hành động ngay từ bây giờ. Tức là chúng ta sẽ làm gì nào? Nếu như chúng ta muốn trở thành một cầu thủ thì chúng ta phải tập luyện với trái bóng mỗi ngày. Chúng ta muốn trở thành một dancer thì chúng ta cần phải tập luyện việc nhảy nhót thường xuyên. Và để trở thành một ca sĩ thì chúng ta cần phải làm gì? À, đó là chúng ta cần phải luyện thanh mỗi ngày. Thông qua chương trình của ngày hôm nay, Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực, thầy hy vọng rằng chúng ta có thể phát huy những điểm mạnh cũng như tìm hiểu và phát huy được những năng khiếu của bản thân mình. Đương nhiên, ngoài việc chúng ta rèn luyện những cái môn năng khiếu của mình thì việc mà các bạn phải nhớ đó là chúng ta không thể nào quên đi việc học tập là chính. Mỗi ngày chúng ta sẽ dành ra cho mình khoảng 60 phút để chúng ta tham gia vào các môn nghệ thuật mà mình yêu thích, như là chúng ta sẽ tham gia chơi thể thao, nhảy flashmob, yoga. Các bạn đã nhớ chưa nào? À rồi, và bây giờ chúng ta cùng nhau thể hiện bài nhảy mà chúng ta đã luyện tập suốt một thời gian vừa qua. Ra ở khắp nơi, đã ống hút và bịt ni lông. Ra
chấp chấp. Sắc sảo như mama vì gia đình nông dân siêu phàm, thật mạnh mẽ để cứu hành tinh xanh, bảo vệ đất, bảo vệ nước, bảo vệ cây, bảo vệ tất cả ước mơ vẫn còn đây. Tiến lên cùng sông pha ba ba bự chiến binh xanh, bảo vệ nơi mà ta thương yêu. Có cùn là tự nhiên có sức mạnh, cùng theo cùn bay khắp nơi. Cứu